Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng Pháp giới của tất cả Pháp môn Đà La Ni? Thế nào là tướng Pháp giới của tất cả Pháp môn Tam Ma Địa? Để các Đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tất cả Pháp môn Đà La Ni, đó là Pháp giới của tất cả Pháp môn Đà La Ni. Pháp giới của tất cả Pháp môn Đà La Ni này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của tất cả pháp môn đà la ni cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tất cả pháp môn tam ma địa đó là pháp giới của tất cả pháp môn tam ma địa pháp giới của tất cả pháp môn tam ma địa này cũng không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của tất cả pháp môn tam ma địa các đại bồ tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn Bạch Thế Tôn thế nào là tướng pháp giới của quả dự lưu, thế nào là tướng pháp giới của quả Nhất Lai bất hoàn A La Hán, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của quả dự lưu đó là pháp giới của quả dự lưu pháp giới của quả dự lưu này không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của quả dự lưu cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của quả nhất lai bất hoàn a à la hán đó là pháp giới của quả nhất lai bất hoàn a à la hán pháp giới của quả nhất lai bất hoàn a à la hán này cũng không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của quả nhất lai bất hoàn a la hán. Các đại bồ tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch thế tôn thế nào là tướng pháp giới của quả vị độc giác để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của quả vị độc giác, đó là pháp giới của quả vị độc giác. Pháp giới của quả vị độc giác này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của quả vị độc giác. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn.